là sở dĩ mà ông chim ông về đây là báo cái điềm, tức là điềm lành cho nhân loại, cho đồng bào Việt Nam, là bị gì có câu là đất lành chim đậu, cho nên vậy mà dân tộc Việt Nam là một cái dân tộc hiền hòa, là một dân tộc ở miền Nam, một dân tộc có duyên lành với Phật pháp. Cho nên Đức Thầy Ngài cho biết là coi như là Tây Phương thiện quá xa xôi. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Và kính thưa quý vị, hôm nay là Châu Phú ngay cái ngày đại lễ 18 tháng 5 thì Châu Phú cũng đã quay cập nhật thông tin cho quý vị xem hết rồi. Nên Châu Phú hôm nay ở nhà để mà lo cái công việc nhà, thì cũng nhận được những cái cuộc điện thoại của bà con là hôm nay cái đình Nguyễn Hữu Cảnh có chim hồng hoàng cao cát khi mà đã bay về tổ đình An Hòa Tự đậu liên tục mấy ngày nay. Đó là bữa 11, 12 đã bay về tổ đình đậu, và bữa 14, 15 cũng bay về tổ đình đậu nữa. Và bây giờ hiện giờ chim hồng hoàng cao cát đã bay về chợ mới. Cho nên là Châu Phú đã tức tốc alo cho chú Ba, chú Ba Hùng quý vị đã đi đến đây và quay trực tiếp cho quý vị xem tại sao mà chim hồng hoàng cao cát lại bay về trước cái cổng đình Nguyễn Hữu Cảnh. Nơi đây cũng rất là linh thiêng, một vị anh hùng cứu nước nha quý vị, thời Pháp lặng. Châu Phú mời quý vị và các bạn đồng hành nha. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Chào chú Ba. Dạ, thì thưa chú Ba, khi mà chú trở về đây, nãy giờ con thấy chú Ba đứng trước kêu ông ơi bay xuống đây với tôi nè ông ơi đó. Chú Ba thấy cái con cái vị cái chim mà hồng hoàng cao cát này như thế nào mà chú thấy chú thích chứ chú Ba? Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, cung kính Đức Thầy. Kính thưa quý vị cộng đồng mạng xa gần trong và ngoài nước, kính thưa quý vị, hôm nay tôi đi núi cắm để dẫn đoàn Cà Mau cũng rất đông và trở về dự đại lễ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo của Đức Huỳnh Giáo Chủ năm 84, qua một đêm để điều động bà con nghỉ ngơi và xem lễ dựng cột đèn cái ngày lễ long trọng của Đức Thầy khai sáng đạo, để cho nhân sanh trong cái thời mạt hạ đang dìm đắm trong cảnh là mịt mờ tâm tối mà được ánh sáng từ bi của Đức Thầy, để mà họ lần bước theo bước đường từ bi đó mà họ ăn hiền ở lành và cải ác tùng lương và đi đến chỗ là chân như thiện mỹ thiện tội ngữ, để đi đến giai đoạn đắc đạo hoàn toàn. Cho nên giờ tôi đã đi về nửa phần đường, nghe Châu Phú là báo tin là ở bên cái đình Nguyễn Hữu Cảnh, là một vị khai quốc công thần trong thời Tự Đức. Ngài sinh ra vào năm 1699 và mất năm 1700. Ông là người Quảng Bình và có công đi từ miền Trung vô miền Nam để mở mang được cái mảnh đất phì nhiêu hôm nay mà dân chúng ta được sống trù phú. Thì những nơi nào mà ông Nguyễn Hữu Cảnh có đặt chân thì nơi đó dân đều lập đền thờ để nhớ ơn một vị khai quốc công thần. Vậy hôm nay có chim hồng hoàng là không gài nghe mấy ông từ ở trong ông tế tự đình là có nói với tôi rằng có dài trước lễ là có về đây đậu rồi bay đi là vòng vòng ở cái vùng này, và hôm nay trở lại và hồi sáng giờ mà ông vẫn đậu cây lâm dù trước cái cổng đình này để báo hiệu cái điều gì lành cho ở tỉnh ta hay là cho nước Việt. Cho nên vậy mà tôi cùng Châu Phú sẽ ra cây lâm dồ để quay tặng ông hồng hoàng cao cát là đại diện cho chim phụng hoàng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Ba. Thì kính thưa quý vị, hiện nay ở đây là cù lao ông trưởng thuộc huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang, và Châu Phú xin mời chú Ba với lại quý vị đi vào trong đây nè chú Ba. Con thấy có cái bộ đồ của ngài Nguyễn Hữu Cảnh nè hay gì mà in trên tường nè chú Ba. Con thấy đẹp quá nè. Thấy đây nè, vẽ cái hình này chú Ba. Ngày khai quốc công thần hết chú Ba. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là cái bộ đồ của những tướng lãnh ngày xưa và áo mão khăn đai là kim cung giáo mát để mà trừ ngoại xâm, là rồi mà có công lại giữ bờ mở mang bờ cõi. Cho nên hôm nay vào cái đình Nguyễn Hữu Cảnh thì tôi
cũng không đắc bắt hết lịch sử của Nguyễn Hữu Cảnh, chỉ phỏng vấn xương ông mấy ông từ trong đình chút đỉnh về vấn đề cuộc đời của vị khai quốc công thần Nguyễn Hữu Cảnh. Giờ đây thì trong vết tường quý vị thấy cái hình áo mão cân đai của những người xưa, các tướng lãnh. Như vậy thì Đức Thầy cho biết là mũ cánh chuồng đai giáp mang hia, ti thô kịch mà tâm chánh trực, nước văn minh chê đồ ấy nực, mãn châu chia sắc thịt tân bay, cảnh dương trần khó cánh bồng lai, về tương cảnh sai mùi rượu thánh. Vậy thì tôi nghĩ rằng hôm nay thì cái chim hồng hoàng câu cát về đây cũng báo là Long Hoa Hội sắp đến, Đức Thầy sắp trở về. Và tất cả những người xưa, nếu chúng ta đều ăn ở theo những người xưa, tức nghĩa là hiếu với mẹ cha, trung với nước non, lo việc là lớn cho đồng bào, và mình lo hiếu hạnh với mẹ cha, thì tất cả các tướng lãnh hay cái người là chọn trung hiếu sẽ có mặt trong ngày Đức Thầy trở về để ban thưởng. Mà Đức Thầy cho biết là trung với hiếu ta nên trao chỉ, hiền với lương bổn đạo rèn lòng. Như vậy thì đôi nét trong đình, rồi do cái đình này rất linh thiêng, và lại vì tướng lãnh là quang minh chánh trực, lo dân lo nước hết mình, cho nên cái phong cảnh đình rất đẹp. Và trước có những cây gia là rất là lâu năm, và cái hình rất đẹp là tượng trưng cho là những cây cổ thụ, là tượng trưng những cái tướng lãnh của ngày xưa, là trụ cột của giống nòi, đem thương trắng máu đào để đuổi ngoại xâm, để gìn vợ giữ biên cương đất nước. Mà hôm nay được trù phú như thế này là những người là tiền nhân của chúng ta đã nằm xuống để mà hy sinh cho con cháu ngày nay được hưởng thụ cuộc sống huy hoàng. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Ra ngoài mình tận mắt nhìn ông chim hồng hoàng cao cát. Dạ, con cảm ơn chú ba. Dạ, vâng, thì kính thưa quý vị, bây giờ bà con ngoài đó rất là đông luôn kìa chú ba ơi. Bây giờ mình đi ra gấp gấp để thôi, ông chim bị bà con làm động quá bay lên à. Dạ, vâng, thì kính thưa quý vị, bây giờ là chim bay về đây hồi sớm tới bây giờ quý vị. Đó, bây giờ bà con ở khắp nơi đổ về đây rất là đông nè. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Bà con chụp hình một người một cái điện thoại cho ha. Dạ, chào. Ủa, nãy giờ có bay lên không chú? Đâu nữa rồi? Đâu nó tuốt chảnh luôn hả? Hồi nãy đậu nghe nói đậu tuốt dưới đây nè. Hôm qua hả? Vậy là về hôm qua tới giờ hả chú? Kè tuốt chảnh luôn kè, tàn rồi. Kè kè nhảy qua đó kè. Xôn xao dễ thương quá nè, bự quá kìa. Ủa, ta hình như ăn những cái trái lâm dồ gì á, ăn trái lâm dồ phải không? Ăn trái lâm dồ nha quý vị. Đây là chim hồng hoàng về ăn trái lâm dồ. Trên đó thấy rõ rồi nha quý vị. Đâu đây nè, rất là nhiều YouTube đã trở về đây quay ha. Đây nè, thấy không, thấy rõ không? Ở nguyên con luôn kìa. À, quay thấy không kìa, ổng lên thấy rõ luôn kìa. Quay thấy không? Quay thấy không Phú? Nè, kính thưa vị, đây là thấy rõ không? Thấy rõ không? Nè, chú ba thấy rõ luôn nè. Chú ba đây đang cho mình thấy rõ nè chú ba. Rồi nói chuyện. Chú ba có thể nói luôn hả chú ba? Quá rõ rồi. Quá. Đâu có ăn cái gì đâu ạ, đâu có trái cây gì đâu mà. Rồi, thôi nói đi, nói nghe. Dạ dạ, con mời chú ba. Qua đây. Dạ. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Chào chào kìa. Lễ kính Đức Thầy. Kính thưa tất cả quý vị cộng đồng mạng xa gần, kính mến, kính thưa quý vị, đất địa Chợ Mới cũng là một trong huyện của tỉnh An Giang, kế bên cạnh là huyện Phú Mỹ. Mà và hiện nay vì vấn đề ở Tân Châu là cái huyện ngày xưa Đức Thầy đi học, cho nên tỉnh An Giang là cái tỉnh của Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo. Cho nên hôm nay nhân cái ngày đại lễ khai sáng nền đạo Phật giáo Hòa Hảo, vì vậy là cái ngày vui của nhân loại trên trái đất, là nếu không có Đức Huỳnh Giáo Chủ ra đời thì con người sẽ sống trong tội lỗi, và con người sống trong là coi như không có biết ăn hiền ở lành. Cho nên vậy mà nhờ có Đức Thầy ra đời năm 39 mở ra mối đạo Phật giáo Hòa Hảo, để con người biết là ân đền nghĩa trả, mà nặng nhất là đền trả tứ đại trọng ân. Cho nên hôm nay Đức Huỳnh Giáo Chủ
là ra đời năm 39 đến nay, đồng bằng sông Cửu Long nói chung và tỉnh An Giang nói riêng cũng nhờ cái nền đạo đức thầy mà con người ăn hiền ở lành, là chồng vợ thuận hòa, con cái hiếu đạo và anh em chồng chóm biết thương yêu lẫn nhau. Cho nên giờ đây bà con cũng thấy là cái ngày lễ của đức thầy là bữa nay chưa tan, thì quý vị mình thấy là hàng mấy chục chiếc xe hoa là để mà trưng bày, là đèn hoa tung tất để chào đón cái ngày lễ khai sáng nền đạo của đức thầy. Ngoài ra còn đãi cơm nước là đầy đủ, và cháo lau và nước cam, nước đường, chanh đường, đủ thứ để làm cho cái ngày lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ rất là long trọng và trang nghiêm. Cho nên vì vậy mà hôm nay là sở dĩ mà ông Chim ông về đây là báo cái điềm, tức là điềm lành cho nhân loại, cho đồng bào Việt Nam, là bị gì có câu là đất lành chim đậu. Cho nên vậy mà dân tộc Việt Nam là một cái dân tộc hiền hòa, là một dân tộc ở miền Nam, một dân tộc có duyên lành với Phật Pháp. Cho nên Đức Thầy Ngài cho biết là coi như là Tây Phương hiện quá xa xôi, quá xa xăm, hoặc là thương xót năm kỳ là An Giang, đói thấy sống làng trên bát tráng, thương đời mê muội đúng bồng gan. Cho nên vậy mà hôm nay ông Chim Hồng Hoàng Cao Cát về đây là đại diện cho chim Phụng Hoàng, mà Đức Thầy cho biết là Phụng Hoàng xè múa chào Phật Thánh, hoặc là Đức Thầy nói là trên năm nung rồng phụng tốt tươi, miền bãi núi mà sao báo quý. Vậy thì tôi thiết nghĩ rằng đối với đồng bào Việt Nam và tín đồ Hòa Hảo nói riêng, ai cũng trông mong cái ngày Đức Thầy trở về. Mà Đức Thầy trở về tức là mưa thuận gió hòa, Đức Thầy trở về là lập đại đời thượng tổ, mà Đức Thầy trở về là cái ngày đại hội Long Hoa, là Đức Vua Minh Vương sẽ cai trị cõi đời thượng quan an lạc, mà có vua chúa ra đời tức là có rồng phụng ca múa để chào Phật Thánh. Như vậy thì cái câu mà thường nói trong nhân gian là đất lành chim đậu, thì tôi nghĩ rằng đối với cái dân Chợ Mới hay là dân Phú Tân hay dân Tân Châu là sát bên cạnh nhà của Đức Thầy, và Thầy ra đời mở đạo tại đây, đánh lên tiếng chuông cảnh tỉnh. Cho nên vậy mà đối với các người tu theo Phật giáo Hòa Hảo, huyện Chợ Mới, huyện Phú Tân là những người tu rất đông, và gia đình nào cũng nhờ cái đạo của Đức Thầy mà trên thuận dưới hòa, nhờ cái đạo của Đức Thầy mà gia đình nào cũng có người con có hiếu. Và đất địa quê Chợ Mới An Giang thì bà con mình qua cây cầu là có cái đãi cái chậm cơm từ thiện bên đó là rất đông đảo, để đón những người khách phương xa khi đi viếng tổ đình về ngang để có bữa cơm no dạ lót lòng. Dạ. Thì tôi thiết nghĩ rằng chú Ba làm ơn cho con hỏi chú Ba. Dạ. Cái ngày trước đây là 11, 12 của cái ngày lễ sắp tới nè, là những cái là chú chim Hồng Hoàng này nè, Hồng Hoàng Cao Cát này nè, đã bay về tổ đình đó chú Ba. Mấy ngày nay bay về tổ đình, bây giờ bay về đây nè, theo mà chú thấy đó, trước giờ chú có nhìn thấy cái chú chim Hồng Hoàng này lần nào chưa? Dạ, coi như là chim Hồng Hoàng Cao Cát này thì mình ít khi nào gặp. Dạ. Mà trong sách đỏ cũng là cái loại chim quý, mà hôm nay sở dĩ mà nếu cái loại chim này là chim thường thì bà con mình là nãy giờ đông la làng kiểu này là bay đi mất rồi. Nhưng mà chim này hôm nay bà con mình coi càng đông, mà chim này càng biểu diễn nhảy tới nhảy lui là làm cho mình là thích thú hơn. Cho nên tôi thiết nghĩ này là chim này cũng là chim linh, và cũng là điềm báo trước cho dân tộc Việt Nam chúng ta sẽ có những điềm lành sắp tới. Thứ nhất là Long Hoa Hội hoặc Đức Thầy trở về để gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư bang, đem lại cuộc sống thanh bình cho thế tục. Và cho nên Đức Thầy nói là chừng nào Thầy lại gia trung thì trong bóng bổn đạo bóng tùng phủ che. Cho nên vì vậy mà ngày xưa nghe nói bà Tây Dương Mẫu đó, mỗi một lần bà đi đâu đó là con chim nó là Phụng Hoàng phải báo trước, nó báo là người ta biết là bà Tây Dương Mẫu bà sắp trở về. Như vậy thì hôm nay Đức Thầy xa vắng đã mấy chục năm trường, và nhân loại đồng bào đang khổ sở đủ thứ, thì tin chắc rằng ngày Đức Thầy trở về là làm cho con người
sẽ hết đau khổ. Mà Đức Thầy có câu là chừng nào Thầy lại gia trung thì trong bổn đạo bóng tùng phủ che. Cái sự khổ của chúng sanh giống như ánh nắng, và là chúng ta đi ngoài trời mà Đức Thầy trở về mà ban bố cái điều hạnh phúc cho chúng ta giống như là mây lành che mát. Cho nên vậy mà tôi thiết nghĩ rằng đối với những cái điềm mà gần đây là xuất hiện, là cái điềm quý cho dân tộc Việt Nam cũng như nhân loại trên thế giới, nhất là gần đây mấy tháng quý vị mình có nghe cái đám mây lành ở ngoài núi Bà Đen ở Tây Ninh là chụp xuống cái đồi núi Bà Đen là rất đẹp, giống như cây cây dù mà rất là đẹp mà mình hồi đó giờ chưa từng thấy. Thì hôm nay lâu lâu bà con mình mới thấy mấy cái loại chim quý vậy nó bay về để mà cho mình chiêm ngưỡng. Cho nên tôi nghĩ rằng chim này là đại diện cho chim Phụng Hoàng ngày xưa. Sắp tới đây là nếu Phật Thánh ra đời thì chim Phụng Hoàng sẽ lớn hơn, và chim Phụng Hoàng đó là có thể cởi mấy ông tiên đi trên mây luôn. Cho nên Đức Thầy nói là có câu là coi như là trên năm non rụng phụng tốt tươi, hoặc là người kẻ tài gian sao bị tựa thiêu, người tu niệm sống đời thượng cổ. Mà có vua chúa ra đời là có long lân quy phụng, mà cho nên ca múa để chào mừng. Thì tôi thiết nghĩ rằng đối với bà con trong đạo cũng như đất Việt thì mong rằng có một ngày nào Phật trời ra xuống thế và sẽ là giúp đỡ mình, con người hết già hết bệnh hết đau khổ. Cho nên họ hẹn một Phật tiên có một ngày thế giới khỏi bi ai, trung ương tâm cõi đều hòa mặt, ta mới thảnh thơi trở gót hài. Vậy thì tôi nghĩ rằng bà con mình khi thấy ông chim này mà quý vị còn vui như thế này, mà nếu mai mốt đây rồng phụng mà thiệt ông nào ông nấy lớn như là xe, giống như là xe ghê bề xê bề dài một vài trăm mét mà ông bay lượn ở gần dưới thế gian này thì mình thấy mình vui cỡ nào nữa. Thì tin chết rằng Đức Thầy nói thì có ngày có, cho nên mình chỉ thiếu cái công đức thôi. Cho nên vậy mình muốn gần Phật, gần Thần, gần Thánh, gần Tiên, gần Phụng, gần là coi như là rồng, thì quý vị mình phải tốt đó, vợ chồng phải chung thủy, con cái phải hiếu hạnh, và con người phải biết ăn chay, con người phải biết thương yêu nâng đỡ giúp đỡ. Cho nên An Giang này là trên dưới gần 300 xe chuyển bệnh để cứu bà con bệnh hoạn mấy chục năm nay. Và An Giang mình là coi như các tỉnh đồng bằng là hàng trăm cái tổ nấu cơm ở các bệnh viện để giúp cho dân nghèo qua cơn đói. Và An Giang, Đồng Tháp, đồng bằng mình không biết bao nhiêu tổ cất nhà để giúp đỡ cho bà con là nhà dầu cột siêu, có mái nhà lành để ở. Và Phật giáo Hòa Hảo ở miền Tây chúng ta là không biết bao nhiêu cây cầu được xây dựng, và biết bao nhiêu những người đói nghèo được anh em Phật giáo Hòa Hảo giúp đỡ. Thì tôi nghĩ rằng cái tốt của bà con mình đây, lần lựa sẽ có rồng xuất hiện, lân xuất hiện, là rồng, là chim Phụng Hoàng xuất hiện để chào mừng những người hiền, để là đổi lớp được thành tiên thành thánh tại trên cõi trần gian này. Vậy qua cái ngày mà ông chim Hồng Hoàng cao cát về đây đậu ngay cái đình của một ông tướng khai quốc công thần đã có công mở mang bờ cõi từ miền Trung vô miền Nam, như vậy thì tôi nghĩ rằng ông Hồng Hoàng đây là ông còn báo tin là Phật trời ra đời sẽ làm cho thế giới này trở nên cái cõi tiên tại thế, nhân loại sẽ hết đau khổ và ai cũng sống trong cảnh thanh bình, ai cũng sống trong cảnh là cơm no ấm áo. Mà Đức Thầy có câu là gán tu tỉnh hưởng đời chung cực lạc, trên cửa Phật mùi hương thơm bát ngát, dư quân thần phụ tử khải hoàng ca, ấy mới là sông bốn biển hiệp một nhà, không ganh ghét với câu thù hận quán, trên kẻ trí lấy công bình phân đoán, dưới dặn dân trăm họ được im liềm, kẻ dưới già dình hai chữ từ khiêm, không còn thấy loạn lưng nền can kỷ, đạo tôi chúa chặt dình câu chung thủy, đạo thầy dò cắt cốt dưới ghi xương, đạo cha con chặt chẽ chữ miên trường, đạo chồng vợ thuận hòa cho đến thác, biết lễ nghĩa kính yêu cùng cô bác, nội tông cùng ngoại tổ với cậu gì, thêm kính nhường anh chị kẻ cố chi, mắt chẳng thấy lũ sang phi xảo trá, đạo bè bạn bất phân nhân với ngã, chữ nghĩa tình sắt đá mãi bền gan, trên non tiên văn vẳng tiếng Phụng Hoàng, Phật tiên thánh an bang cùng định quốc, đời xuất thánh tỏ bài câu tâm tắc, gán giữ gìn kẻ mất giống hiền xưa, những thói hư tật xấu hay găng chừa, sẽ thấy người xưa tiền tượng tặng mặt. Kính thưa toàn cả chư quý vị, thì tôi nghĩ rằng con ngày lễ của Đức Thầy là mình vui rồi, nhưng mà hôm nay bà con mình đi về, con số ở tại xứ địa phương và con số ở xứ xa, nghe chim Hồng Hoàng đậu ở đây, bà con mình
là về đây cũng vui chung. Con chim thì nó biểu hiện cho điềm lành, cho nên vậy mà quý vị mình thấy được con chim quý là mình về nhà. Thì bà con mình là gặp cái dịp may cho gia đình mình, gặp may cho đất nước mình. Cho nên vậy mà tôi nghĩ rằng bà con mình là ai cũng ăn hiền ở lành, để cho mình sẽ gặp những điều may đến cho cuộc đời mình, cho xã hội, cho đất nước, cho thế giới được bình yên. Vậy kính cầu chúc cho toàn cả quý vị nơi đây và toàn đất Việt Nam và nhân loại trên thế giới, sắp tới đây ai cũng đều mạnh lành, ai cũng đều gia đình ấm hạnh phúc, ai cũng đều sống trong bầu không khí vui tươi, và ai cũng gắng lo tu hành để đón nhận cái ngày Long Hoa Đại Hội, để Phật trời lập lại cái cõi thượng quân trên quả đất này. Ai cũng đều thành tiên, ai cũng đều thành Phật, ai cũng đều vĩnh viễn không còn già bệnh chết, ai cũng không còn cái cảnh là bệnh hoạn đói no, không có ai còn cảnh giặc giả binh đau, và không còn cái cảnh là coi như là sầu lao thống thiết. Thì kính chúc toàn cả quý vị cộng đồng mạng đều được sống trong cảnh sống yên lành bình yên và tu hành để chờ ngày Long Hoa Hội hay giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con cảm ơn chú Ba. Thì theo chú Ba, qua đây là có gia đình của cô Sáu ở bên Mỹ gửi hỗ trợ cái tiền thuốc từ thiện 1 triệu đồng cho con đại diện cho gia đình cô Sáu ở Mỹ gửi cho chú Ba tiếp tục làm thuốc từ thiện phát cho bà con đó. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chúc mừng cho cô Sáu. Là tôi 2 triệu 350 là 100 đô đó. Dạ, tôi có cái nhà thuốc là hàng tháng như vậy, là hàng ngày là gần hàng tháng mấy chục bao thuốc cho không. Cho nên vậy tất cả cộng đồng mạng xa gần đều có một cái tinh thần giúp đỡ nhà thuốc. Cho nên tôi xin cầu chúc cho cô Sáu sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt. Riêng giúp cho tôi là chưa đủ, mà giúp cho tất cả những người khác làm từ thiện ở bên đất Việt Nam, là giúp cho dân tộc mình ai cũng đều cơm no ấm áo, ai cũng đều có sức khỏe mạnh lành, ai cũng lo tu hành để giải thoát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Và con cảm ơn chú Ba. Con coi chú Ba nhiều rồi, nhưng mà con không cần biết mình giờ bữa nay mới gặp là đại diện ông Nguyễn Hữu Cảnh. Thôi đi, thôi đi, bữa nay đâu mà 500.000 làm thuốc cho con. Thôi đi. Dạ, bữa nay quay lâu rồi. Chị coi cái bình luôn đó. Vậy đó ha. Dạ. Rồi, cảm ơn chị. Rồi, giao duyên để mà làm thuốc bữa nha. Nay nói tôi đầm tiền chết tôi, chết cha tôi rồi. Không, cái này tại vì người ta gửi vô phòng thuốc sẵn gặp đây con cháu luôn nha. Không có coi cho thuốc nhiều, nhưng mà không biết tự nhắn mà để gửi mình đi đó con. Dạ. Ở đâu bạn? Chị tên gì? Tên bé Hai. Chị bé Hai nha. Rồi cảm ơn chị bé Hai. Và vâng, kính thưa quý vị, thì qua đây Châu Phú xin đồng kính chúc cho toàn thể vị và các bạn có nhiều sức khỏe và vạn sự bình an trong cuộc sống nha. Thân ái kính chào và tạm biệt nha. Dạ, Nam mô A Di Đà Phật.